Thì chào các bác. Ở các video lần trước thì Ngọc Hà có đưa ra cho các bác các cái loại mặt trống được làm từ nhiều chất liệu khác nhau. Nhưng mà ở video này thì quý vị có thể đoán xem ạ. Thì đây là Ngọc Hà đang giới thiệu cho các bác về một mặt trống đã được sắt vàng. Khi nhìn vào mặt trống này thì các bác có thể thấy là cái màu vàng ở đây nó rất là sáng và nó tăng thêm phần sang trọng cho chiếc mặt trống này rất là nhiều. Thì mặt trống này được làm từ chất liệu là đồng vàng các bác nhé. Được làm từ chất liệu đồng vàng và được sắt vàng lên toàn bộ mặt trống này. Mặt trống này thì được làm bằng đồng vàng bởi vì làm và khi mà làm đấy thì sẽ làm thủ công hoàn toàn các bác nhé. Bởi vì đây là những họa tiết được thúc tay của các nghệ nhân. Và các bác có thể nhìn thấy này, các cái họa tiết ở đây được thúc nổi lên so với gồ ghề lên so với cái mặt trống này nó sẽ không bằng phẳng đâu, bởi vì là đây là được thúc bằng tay. Các bác nhìn đằng sau nhé, các bác nhìn đằng sau có thể thấy này, ở đằng sau thì đang là các cái phần đục của phần thúc tay ở đằng sau để nó nổi lên được cái các họa tiết ở mặt trước của chiếc trống này các bác nhé. Và họa tiết của mặt trống này thì được các nghệ nhân làm rất là tinh xảo và sắc nét. Các bác có thể nhìn thấy này, từ chim muông này cho đến là cảnh vật con người đang sinh hoạt trong cái vòng trống này đều được khắc họa lại trên chiếc mặt trống này, mang cho vẻ đẹp, mang cái hồn của chiếc trống của người làm, của người nghệ nhân tạo ra để đặt cái tâm huyết vào đây để tạo nên một chiếc mặt trống thật là sắc nét, thật là tinh tế để gửi tới quý khách hàng. Và mặt trống thì nhà em có rất là nhiều các loại mặt trống khác nhau, như là mặt trống được làm từ đồng đỏ này, mặt trống được làm từ đồng vàng. Và những cái mặt trống như thế này thì giá thành của nó sẽ không quá cao. Đối với các bác muốn mua để làm quà tặng thì có thể là sử dụng cái mặt gò này để chúng ta đi biếu đi tặng cũng sẽ rất là phù hợp. Bởi vì là các bác làm những mặt trống này các bác sắt vàng lên đi tặng thì nó sẽ rất là sang trọng, nó sẽ giúp cho cái không gian làm việc hoặc là cái nơi mà mình đặt cái mặt trống này tăng cái thu hút lên rất là nhiều. Và cũng như là mặt trống thì nó biểu tượng cho cái quyền lực, thì các bác làm văn phòng, quan chức, làm sếp thì có thể là sử dụng các cái mặt trống này để chúng ta treo ở trong phòng làm việc hoặc là nơi chúng ta trưng bày như là hội trường. Thì chúng ta có thể là sử dụng các cái mặt trống to hơn, các kích thước khác nhau to hơn rất là nhiều. Và nhà em có rất là nhiều các kích cỡ cũng như là các cái loại trống, thì các bác có thể liên hệ vào số hotline là 0911 518 494, thì nhà em sẽ tư vấn cho các bác về các loại mặt trống khác nhau để các bác có thể hiểu rõ hơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.